Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người lại. Mình vừa mới ra bưu điện vác được về 5 cái hộp này. Và bây giờ mình sẽ cùng bạn mở hộp cả 5 cái hộp luôn nhé. Xem trong có cái gì. Cái hộp đầu tiên này là của đôi giày sản xuất bằng robot AM4LDN mà mình đã review ở vlog thứ 4. Đây là một cái hộp mà chắc các mọi người cũng biết đúng không? Theo Easy 700 mình review vlog 23. Yeah. Wow. Đây có một cái nhãn của StockX. Yes. Đây là một đôi kiếp đỏ đen của Puma, mình review ở vlog thứ 18. Đây là một đôi kiếp đỏ đen nữa. Và cuối cùng cái đôi Fuse Space mình review ở vlog 22 này là đôi Fuse Space. Đợt mà mình mới mua cái đôi kiếp đỏ đen này thì cái hồi đấy Puma chỉ có đúng cái mẫu này là có cái đế trăm mi siêu đẹp này thôi. Xong đến cái lúc mà lôi ra review ấy thì là Puma lại ra thêm một cái mẫu cổ thấp này nữa, cũng có cái đế trăm minh này, nhìn thích cực luôn. Thế nhưng mà nghĩ bụng bảo là thôi, có một cái đôi kiếp đỏ đen này được rồi, tại vì là nó cũng cùng cái đế giống nhau. Còn đâu là ở trên thì cái này nhiều màu hơn, nhưng mà chắc là nó cũng không khác biệt nhiều, thế nên là không mua. Nhưng hôm nay được cầm tận tay ấy, thì mới thấy là nó có rất nhiều cái chi tiết đặc biệt và thú vị. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá xem đó là gì. Yes. Khi làm quen thì chúng ta thường hỏi tên trước đúng không? Em đẹp này có tên là Puma Charming Fuse Fit Evolution. Charming là Air cộng Boost. Fuse nghĩa là những cái ngòi nổ, những quả pháo. Evolution nghĩa là phát triển. Ghép chúng lại ta có thể hiểu là những cái ngòi nổ, những quả bom nhỏ chính là những cái hạt năng lượng NRGI dài này được hợp nhất lại một cách vừa vặn, sau đó bùng nổ và cung cấp cho chúng ta năng lượng để hoạt động. Hiểu sâu gọn thì Puma muốn nhấn mạnh rằng đây là sự phát triển bùng nổ của một cái công nghệ mới. Và chúng ta hay gọi cái đôi giày này là vụ nổ cho dễ nhớ nhé. Biết tên rồi thì bây giờ chúng ta cùng ngắm qua cái hộp giày một chút. Theo thứ tự thì ta xem mặt đáy trước. Mình đánh giá rất cao sự quan tâm khách hàng của hãng Puma khi họ luôn in cái bảng chọn size lên đít hộp thế này, thay vì để cái đít trống trơn như những hãng khác. Thực ra Adidas cũng có in những ít hơn. Để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy size giữa các hãng hơi có một chút khác biệt đối với một số cỡ chân. Bạn nào mà cần mấy cái bảng chọn size của Puma hay của Adidas thì nhắn tin vào Facebook cho mình nhé. Nên nhắn vào Facebook thì tốt hơn là vào Instagram, tại vì là mình sử dụng Facebook nhiều hơn. Thường thì mình trả lời hết tin nhắn ở Facebook thì mới kiểm tra đến tin nhắn trong Instagram. Địa chỉ liên hệ thì mình luôn để ở cái phần miêu tả dưới video và ở cái dòng bình luận đầu tiên ấy. Ở mặt trên là ba loại logo của Puma luôn. Logo hình con mèo này nhiều người hay nhầm với cái logo con báo Jaguar, một hãng xe sang ở nước Anh. Để ý kỹ một chút thì cũng khá là dễ phân biệt. Logo Jaguar là con báo nó trườn hết người ra thành một cái đường thẳng luôn, nhìn giống như một cái siêu xe. Cái miệng nó há ra trông như là cái đầu xe vậy. Và tiếng gầm của nó cũng tượng trưng như tiếng động cơ của siêu xe. Còn con mèo của Puma thì nó ngậm mõm vì hai lý do. Thứ nhất, giày mà há mõm thì chỉ có vứt đi thôi. Lý do thứ hai, sneaker có nghĩa thuần túy là đôi giày đi nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động, nên con mèo này nó cũng im lặng. Người của nó hơi cong và đuôi cứng lên để giữ thăng bằng, cả thân hình tạo thành một chữ Y dài rất vững chãi. Bạn nhìn con mèo nó chạy rất nhanh trên những cái bờ tường rất hẹp, cân bằng cực tốt mà không gây ra một cái tiếng động nào cả. Qua cái logo con mèo này thì Puma muốn gửi gắm cái thông điệp là giày của họ nhanh, nhẹ, êm và cân bằng. Và đó cũng là những yếu tố mà mình cảm nhận được khi đã sử dụng qua khá nhiều loại giày của thương hiệu này. Ở dưới con mèo này là cái logo bằng chữ và logo tượng hình, cách điệu một con đường cho những người chạy bộ. Đây cũng là logo được sử dụng nhiều nhất trên hầu hết những mẫu giày của hãng.
tiêu biểu là trên đôi kiếp đỏ đen này. Nhưng trên cái đôi vụ nổ này thì Puma đã tự tin loại bỏ hoàn toàn cái logo này đi, vì họ đã có cái đệm trang minh này như một cái logo độc quyền rồi. Giống như Nike tự tin bỏ đi những cái dấu swoosh rất là lớn chạy khắp thân giày khi có cái đế E độc quyền. Adidas tự tin bỏ đi cái logo ba sọc khi có đế Boost độc quyền, vì cứ nhìn thấy E thì ai cũng biết là Nike, thấy Boost thì ai cũng biết là của Adidas, giờ thấy E cộng Boost thì ai cũng biết là trang minh của Puma. Bộ đế tuyệt vời này thì ai cũng biết là nó vừa đẹp, vừa độc, vừa nhẹ và lại còn vừa vững chắc rồi. Trừ những người mà chưa biết ấy, thì xem vlog 18 của mình để biết rõ hơn nhé. Tiếp đến là phần thân giày sử dụng công nghệ Evernit. Trên cái nền xám này là một sự phân bố màu sắc cực kỳ tinh tế. Trong tổng thể bảng màu trên đây, hồng là màu sáng nhất thì được dệt sát với cái nền xám này nhất. Nhìn qua cứ tưởng như là nó nằm ngang cùng với tông màu xám, nhưng thực ra ấy là nó được dệt nổi lên một chút. Khi sờ vào thì các bạn sẽ cảm nhận được. Tiếp đến là tông màu nổi thứ nhì, màu xanh green, được dệt nhô cao hơn một chút. Và cuối cùng là màu xanh nam này, ít nổi nhất thì lại được thêu gồ lên cao nhất. Bốn màu xám, hồng, xanh green và xanh nam tưởng không liên quan gì với nhau nhưng lại tạo ra một hiệu ứng cân bằng màu sắc cực kỳ là tinh tế. Các màu đều tạo cái điểm nhấn và bổ sung cho nhau chứ nó không màu nào lấn át màu nào cả. Và những cái đôi giày mà nhiều màu ấy, nó thường có cái ưu điểm là nổi bật và bắt mắt, đi kèm với cái nhược điểm là quá sặc sỡ và khó phối đồ. Nhưng bằng cách sử dụng những cái sợi vải không tạo độ bóng và cân bằng từng cái biên độ màu sắc với những cái khối 3D nổi này, thì đôi giày này đã làm được một cái điều rất là đặc biệt là giữ lại ưu điểm là nổi bật, bắt mắt, nhưng bỏ đi được cái nhược điểm là quá sặc sỡ và khó phối đồ. Dù nhiều màu nhưng đây là một đôi giày không hề kén chủ, cả nam cả nữ đều đi được. Ngày xưa hai người yêu cũ của mình dệt cho mình cái khăn này. À nhầm, người yêu cũ của mình dệt cho mình hai cái khăn này. Mình nghĩ là không có loại dệt nào mà tạo ra được những cái chi tiết đẹp hơn như thế này được nữa. Nhưng thực sự ấy là phải thay đổi quan điểm khi nhìn vào cái đôi giày này. Công nghệ bây giờ thực sự là tạo ra được những cái sản phẩm quá tuyệt vời và tinh tế. Nếu các bạn tự hỏi là những cái ô hình chữ nhật này đủ màu này có ý nghĩa là gì, tượng trưng cho cái gì, thì hãy để ý kỹ vào cái tên riêng của đôi giày được in trên cái miếng nhựa đính kèm này. Cái tên mà mình giới thiệu lúc đầu ấy là tên đầy đủ cả họ cả tên. Còn đây là tên riêng của nó, Fieldsfit. Các bạn chỉ cần gõ cái tên riêng này lên Google là ra ngay. Cái tên riêng này ấy, lại có một ý nghĩa khác trên cái phần thân giày này. Fields, khi các bạn tìm trên mạng thì sẽ ra ảnh của những cái cầu chì và những cái ô nhiều màu này tượng trưng cho rất nhiều cái cầu chì đặt cạnh nhau. Nhiều cầu chì chứng tỏ điện năng cực kỳ lớn. Và theo vật lý lớp 10 thì cái lượng điện năng này cũng sẽ được chuyển hóa thành công năng khi chúng ta di chuyển, nghĩa là cho chúng ta năng lượng. Và khi mà chúng ta di chuyển quá nhanh ấy, cầu chì không chịu được thì nó cũng sẽ phát nổ. Nên là chung quy lại chúng ta vẫn gọi đôi giày này là vụ nổ. Đấy, các bạn thấy ý nghĩa của nó cao siêu không? Ngày xưa học văn miêu tả cây xoài cây ổi thì lười như con hủi, nhìn mấy cái cây chẳng nghĩ ra được một cái chữ nào cả. Bây giờ miêu tả giày thì văn thơ đâu tuôn ra lai láng luôn. Theo mình ấy, thì Bộ Giáo dục nên cải cách lại cái môn văn. Bỏ mấy cái bài gì mà miêu tả cây cối rồi con trâu con bò đi. Cái thời đại này ai còn nhìn thấy trâu thấy bò nữa mà bắt học sinh miêu tả mấy cái đấy. Thay vào đó cho học sinh miêu tả quần áo, giày dép hay là đồng hồ, điện thoại, máy tính bảng, có phải thiết thực hơn nhiều không? Thế những cái đấy sau này ra ngoài đời mới cần đúng không? Mà thôi chém gió một tí vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần đặc biệt nhất của đôi giày này, đó chính là phần buộc dây. Đầu tiên nhìn vào các bạn sẽ nghĩ là những cái dây giày này nó đâm xuyên qua cái phần vải này vào trong xong lại luồn ra ngoài như những đôi giày khác đúng không? Thì chúc mừng bạn đã nhầm giống như mình. Nhìn vào bên trong các bạn sẽ thấy là không có một cái lỗ nào ở thân giày để dây xuyên qua cả. Lúc đó mình mới vạch thử cái cầu chì này ra xem thử này. Thì ra bên trong cái cầu chì là rỗng và tất cả dây đều được xỏ qua những cầu chì này. Mình sẽ phóng to cái cầu chì lên và các bạn có thể thấy là bên trong nó có màu hồng, chính là lớp nit phía trong. Cái ý tưởng ngoài đen trong hồng này là gần giống với đôi quái vật 18 cộng mình review ở vlog 19. Nhưng mà được nâng lên một tầm cao mới với những cái cầu chì này. Và với số lượng cầu chì cực kỳ lớn này thì Puma cũng gửi gắm một thông điệp trực tiếp cho khách hàng với cái câu thành tục ngữ được in lên cái thẻ này: Lace your way, customize your style. Dịch ra thành tục ngữ tiếng Việt nghĩa là thắp theo mắt của bạn và lách theo cách của bạn. Nghĩa là với cái đôi giày này ấy, thì các bạn có thể ngồi cả ngày để thử các cách thắt dây giày khác nhau và tự tạo nên phong cách riêng của mình. Còn nếu mà nghĩ mãi không ra cái cách riêng
thì thôi các bạn có thể tháo luôn cái dây giày ra, cất đi cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Yes. Nhưng mà tháo cái dây thôi chứ đừng tháo cái thẻ đính kèm này. Cái thẻ này được làm bằng vật liệu chống nước. Như trong vlog 21 thì mình có nói là đây là nó như một cái thẻ chứng nhận đặc biệt mà không phải đôi giày nào cũng có. Treo lủng lẳng ở đây nhìn rất là sang, như là một cái lệnh bài chứng nhận đây là giày xịn của Puma. Đây, có logo và tên tuổi đàng hoàng. Chi tiết cuối cùng là hai cái vòng kéo này được làm bằng da thay vì hai miếng vải như hầu hết những cái đôi giày khác. Bằng da nên là nhìn nó có vẻ cao cấp và chắc chắn hơn rất là nhiều. Nhưng mình khuyên là các bạn không nên quá lạm dụng hai cái vòng này. Tại vì khi mà bạn đút chân vào ấy, thì rất có thể là chân bạn sẽ đè lên cái phần vải mềm này. Nhưng mà các bạn không biết, nếu mà chủ quan ấy, xong rồi lại giật mạnh cái này thì rất có thể là cái phần vải này nó sẽ phần chỉ này tuột ra, hoặc là có thể bị rách nữa. Mình đã có một cái trải nghiệm khá là hơi đau lòng với cái đôi Nike VaporMax mà mình giật mạnh xong rồi cái chỉ này nó tuột ra luôn. Bạn nào mà chưa xem cái video đấy thì nhớ xem lại nhé. Vậy giải pháp là gì? Tốt nhất ấy là bạn nên cầm vào cái phần nít xong rồi banh cái lỗ ra và đút chân vào. Còn nếu mà vẫn muốn sử dụng cái kéo này thì nên nỉ một tí là xem mà chân nó có nằm đúng vị trí ở trong lỗ không. Có mỗi cái lỗ chỉ việc đút vào thôi, nhưng mà cũng không phải đơn giản đâu, cũng phải học và luyện tập cả ấy. Yes. Và bây giờ sẽ là phần on fit. Yes. Thật sự là bất ngờ tại vì đôi giày này size 41, trong khi đó chân mình size 42.5. Nhưng mà chỉ cần bỏ cái lót giày ở trong ra là đi vừa khít như in luôn, rất là thoải mái. Mình nghĩ là bí mật ở đây là do cái đế Charming này, họ làm rất là bằng phẳng ở cả hai mặt luôn, không bị gồ lên cong lên như là những cái giày chạy của những cái hãng khác, nên là phù hợp với mọi loại chân luôn. Mới lại thêm nữa là cái vải Evernitz này co giãn rất là tốt, nên là mình nghĩ cái đôi giày này các bạn hoàn toàn có thể đi đúng size hoặc là giảm đi nửa size vẫn rất là yên tâm. Còn nếu mà giảm đi một size thì là hơi yên tâm thôi. Chốt lại thì đây là một đôi giày nhẹ, vững chắc, rất đẹp và độc nhưng lại cực kỳ dễ phối đồ. Chắc là mình cũng phải mua một đôi thôi. À đúng rồi, quên mất chưa nói mọi người thì đây không phải là giày của mình mà là giày của bạn Hùng. Từ cái hôm mà mình review cái đôi Charming kiếp đỏ đen này thì hôm nào cũng có khách đặt thêm cái mẫu Charming này. Nghĩa là cũng có rất nhiều người thích cái mẫu này, thích cái công nghệ mới này giống như mình. Nhưng đây là cái đôi Charming cầu chì đầu tiên. Và đi nhận hàng về thì thực sự là mình thấy cực kỳ là ưng, cực kỳ là thích. Nên là đã xin phép mượn của khách để review và trên chân luôn cho các bạn xem. Yes. Và chắc chắn là sẽ còn rất nhiều mẫu giày đẹp khác nữa sẽ được giới thiệu với mọi người trên kênh Duyệt Sneaker Du học Đức này. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và ấn cái quả chuông để nhận thông báo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và xin chào. Chém gió thêm về giày với mình tại Facebook và Instagram nhé.